Sản xuất tinh là khâu đầu tiên và quan trọng trong chăn nuôi heo công nghiệp. Nếu nguồn tinh có chất lượng tốt, sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ đậu thai, tăng số lượng heo con sinh ra và giảm được tỷ lệ heo con bị dị tật cũng như heo con yếu ớt. Quá trình sản xuất tinh heo bao gồm 5 công đoạn. 1. Khai thác tinh. 2. Kiểm tra chất lượng tinh tươi. 3. Pha loãng tinh dịch. 4. Kiểm tra tinh sau pha loãng. 5. Đóng gói và bảo quản. Công đoạn thứ nhất, khai thác tinh. Lựa chọn chuẩn bị heo được giống là heo đã đến kỳ khai thác, heo khỏe mạnh, không bị ốm và chuyển về phòng thí nghiệm. Công đoạn 2, kiểm tra chất lượng tinh tươi. Tinh dịch sau khi mang về phòng thí nghiệm sẽ được cân kiểm tra trọng lượng, đo nhiệt độ, kiểm tra mật độ và kiểm tra chất lượng bằng phần mềm chuyên dụng Magevision qua 2 bước. Bước 1, đánh giá khả năng di động theo thang điểm từ 0 đến 5,5. Những tinh dịch có điểm dưới 3,0 sẽ bị loại bỏ. Tinh dịch có điểm lớn hơn hoặc bằng 3,0 sẽ chuyển sang bước thứ 2. Tinh dịch có điểm lớn hơn hoặc bằng 3 là tinh dịch rất tốt, giống tinh tối màu và rất nhanh. Tinh dịch có điểm từ 0 đến 3 là chất lượng tinh dịch kém, trung bình, không có sóng, tinh trùng yếu, bất động. Bước 2, kiểm tra tỷ lệ tinh trùng kỳ hình. Nếu tinh dịch có tỷ lệ kỳ hình lớn hơn hoặc bằng 20% thì tinh sẽ bị loại và heo cần được nghỉ khai thác trong 1 tháng. Những tinh dịch có tỷ lệ kỳ hình thấp dưới 20% sẽ được mang đi pha. Những thông tin kiểm tra tinh sẽ được máy tính lưu trữ trong phần mềm. Người dùng có thể truy xuất các thông tin về heo được giống, lịch sử khai thác và lập kế hoạch khai thác tinh. Công đoạn 3, pha loãng tinh dịch. Thành phần của môi trường pha tinh sẽ quyết định rất lớn đến thời gian bảo quản của tinh sau này. Công đoạn 4, kiểm tra tinh sau pha loãng. Thao tác này nhằm đánh giá lại tinh lần cuối trước khi đi đóng gói. Lấy một giọt tinh đã pha loãng và nhỏ lên phiến kính, quan sát trên kính hiển vi độ phóng đại 100 lần. Quan sát phần rìa của giọt tinh, nếu các tinh trùng di động ra tạo thành ít nhất 2 lớp ngay khi kiểm tra thì tinh đạt yêu cầu và được đóng gói thành từng liều. Công đoạn 5, đóng gói và bảo quản. Đây là công đoạn cuối cùng của chu trình sản xuất tinh dịch heo, bao gồm việc đóng gói và ghi thông tin cho các liều tinh. Công đoạn này được thực hiện tự động bởi máy Bergmatic. Máy có thể đóng liều tinh với thể tích khác nhau tùy thuộc vào loại túi tinh sử dụng, có thể là 90ml, 100ml hay 120ml. Thông tin ghi trên nhãn của các liều tinh bao gồm tên của heo được giống, ngày sản xuất, tên công ty. Tinh dịch được bảo quản ở nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Nhiệt độ thấp hơn sẽ làm tinh trùng chết, còn nhiệt độ cao hơn tinh trùng vận động nhiều làm giảm chất lượng tinh dịch. Trên đây là quy trình sản xuất tinh heo tự động, hiện đại đang được áp dụng tại trang trại chăn nuôi heo Buntafan Quảng Bình, là một trong những trang trại khách hàng lớn của CP Việt Nam. Việc sản xuất tinh heo đảm bảo chất lượng đã mang lại hiệu quả, chất lượng cao, đảm bảo chất lượng giống heo đẹp, khỏe để cung cấp ra thị trường và cho trang trại.